Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Kênh chính thức chia sẻ crypto cũng như là quý VNDC. Ok. Hôm trước mình đã chia sẻ các bạn cách đào con BHT RE miễn phí. Nếu các bạn chưa biết cách đào, cách đăng ký con app này thì các bạn hãy đường link phần mô tả mình có cách hướng dẫn. Và hôm nay mình tiếp tục, mình sẽ chia sẻ các bạn cách kiếm từ những cái trò chơi liên quan tới cái BHT này để nhận BHT miễn phí luôn. Và chúng ta có cái thứ ba là chúng ta sẽ staking trả lãi BHT. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiến hành làm các bạn nha. Mình nói con BHT này, hệ sinh thái của nó thì chuyên về những cái coin, chuyên về RAM. Thì đó các bạn, rất là sau này nó phát triển, các bạn nên tích cực để mà đầu cũng như tìm kiếm cách để lấy nó. Ok. Làm mà nghe, làm màu đỏ đây. Bấm màu làm cho mình. Một tuần lễ chúng ta sẽ làm một lần, tức là một tuần lễ chúng ta sẽ đào một lần, hoàn toàn không cho máy các bạn nha. Ta bên màu xanh là bên này phải trả phí bạn nha, mua gói trả phí, còn bên màu đỏ là không, chúng ta đào bên màu đỏ nha. Nhưng bắt buộc chúng ta phải xem video quảng cáo của người ta. Ok. Thì bạn thấy là 6 ngày 23 giờ 59 phút, tức là chúng ta sẽ đào một lần tuần lễ, chúng ta sẽ update một lần, hoàn toàn có thể chúng ta không có thời gian. Ok, đó là cách đào miễn phí 20.000 coin chúng ta sẽ rút về các bạn nha, rút về sàn Exchange Rubik bán. Ok. Và mình chia sẻ cách thứ hai là chúng ta sẽ, ngoài việc chúng ta mà chia sẻ cho bạn bè người thân chúng ta kiếm thêm thu nhập, thì chúng ta có thể chơi game, mà thấy không, play play đó, play BHT game. Thì tất cả các game trên đây các bạn có thể download về để mà chơi, thì hoàn toàn có thể chơi kiếm thằng BTH miễn phí một con các bạn nha, hoàn toàn miễn phí. Ok. Nếu như bạn rảnh rỗi bạn nên download chuyện thế này, tao chơi chúng ta kiếm BHT. Tương lai sẽ thấy thằng BHT rất là cao, rất là đông, sự tăng trưởng rất là nhanh, cho nó trả cho những cái con game, map game, thì nhiều người chơi game thì con này sẽ rất là tăng. Ok. Chúng ta sẽ quay số miễn phí nè, nhiều thứ. Mình sẽ nhắc lại nha, nếu các bạn mà chưa có biết cách đăng ký thì đường link phần mô tả mình có video hướng dẫn và cái đường link để chúng ta đăng ký. Ok. Các bạn chơi game đây thì chúng ta có thể kiếm được BHT rất ngon luôn, thì mình chỉ nhắn tắt sơ bộ cho bạn chơi và kiếm tiền thôi, còn cách chơi chắc chắn có thể là các bạn chơi hay hơn mình không có thời gian để chơi. Ok các bạn. Ok, chúng ta nhận thôi 53 con hoàn toàn riêng miễn phí luôn. Còn rất nhiều cách kiếm tiền trên những con app game này, rất là nhiều game nha, chứ không phải chúng ta xem quảng cáo rồi, thấy không nào, quảng cáo nhưng mà mình không cho xem nha, mình cho nó sơ lược cho các bạn xem thôi. Mình sẽ chia sẻ cái thứ ba là cách kiếm tiền thằng BHT này bằng cách là chúng ta sẽ staking, tắt delay, tức là chúng ta sẽ trả lãi mỗi ngày. Hiện giờ mình có 14 con đúng không, và staking thì lúc trước staking rất là nhiều, bây giờ staking hiện giờ nó chỉ có cho tùy theo cái lợi nhuận chúng ta là 12% trên năm. Chúng ta staking nó thấp nhất, cái minimum á của nó là 20.000 con BHT, tương đương khoảng chừng 10 đô thôi, rất rẻ. Thì con này hiện giờ giá trị rất là thấp, nhưng mà nó lên sàn rồi, các bạn có thể rút lúc nào bán cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ tích lũy từ từ. Những con này giá trị sẽ rất là cao các bạn nha, Exchange BHT. Nếu các bạn chưa download thằng Webit thì dưới phần mô tả mình có đường link để các bạn có thể download, hoặc trên app nó có để Exchange thì các bạn sẽ download trực tiếp qua luôn. Các bạn hãy vào quý cho mình nha. Thì chúng ta sẽ thấy là USD, mua bằng USD, chúng ta sẽ chuyển USD từ sàn WinDC, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển qua. Đây là cách staking để nhận tiền miễn phí, trả lãi. Ok các bạn nha. Bấm bấm BHT thì nó sẽ ra chuyện này, thì chúng ta sẽ mua thế nào thì mình sẽ chi tiết cho các bạn luôn. Thật sự ra những con app mà chúng ta đầu tư thế này, đều đầu tư một cái app mà web trên mạng á, thì nó không an toàn nha. Nhưng mà ta biết thì chơi một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ chơi được. Còn như con app này thì hoàn toàn an toàn với bạn. Mình khẳng định với bạn app này hoàn toàn an toàn để chơi lâu dài được. Tỷ mức chúng ta có thể 20.000 thì nó tương đương khoảng chừng là 10 đô thôi, 10.9 đô. Ok, mình sẽ chuyển luôn 12, 13 đô gì đó. Chúng ta sẽ vào quý nha. Cái phần quý của thằng thoát ra phần quý. Thì các bạn có thể đặt lệnh mua giá trị thấp nhất hoặc là cao nhất tùy các bạn. Còn chúng ta gấp quá thì chúng ta sẽ mua liền luôn. Thì thực ra giá nó cũng rất thấp, không cần phải chứ đây là phần quý nha. Thì các bạn sẽ chọn USD cho mình, bấm vào USD. Thì nó sẽ ra là cái
nạp và rút, chúng ta sẽ bấm vào nạp nha, gửi nha. Sẽ ra địa chỉ quý. Đây là ERC20 và TRC20. Mình sẽ chọn là TRC20 bạn nha. Tại sao chọn vậy? Mình sẽ bấm vào thằng VNDC. Thì các bạn biết đó, ERC20 sắp tới sẽ không còn ai sử dụng nữa, tại vì nó quá phí quá là cao. Chúng ta bấm vào gửi on-chain nha. Các bạn thấy đó, cái phí gửi nhanh của nó là 3.153.634 đồng. Mình gửi có 10 còn 10 đô, khoảng chừng 200-300 ngàn, 200 mấy ngàn. Mà phí tới 3 triệu mấy. ERC20 phiên các bạn không nên dùng nữa nha. Chúng ta sẽ dùng là một là BEP20 hoặc là TRC20. Giờ TRC20 hiện giờ rất là mọi người đang chuộng nha. TRC20 phí nó 15 ngàn. Và chuyển nhanh hay chuyển chậm thì chúng ta phí thế nào chúng ta tự lựa chọn. Nhưng mà thấy cái ra số có 15 ngàn thôi, hai con này như nhau thì mất mấy thì chúng ta không chuyển nhanh. Ok, có thể mình nói hơi nhanh, các bạn có thể không hiểu có thể comment lại nha, hoặc là tôi video lại chậm lại. Chúng ta sẽ bấm TRC20 và sao chép địa chỉ quý này. TRC20 bạn nhớ nha, đầu số là chữ T nha, các bạn nhớ nha, chữ T. Các bạn Ethereum rất là mắc, bây giờ chúng ta chỉ dần xài với thằng TRC20 thôi, hoặc là BEP20 Binance Chain. Ok, số lượng chúng ta sẽ gửi 12, gửi 13 luôn đi, ta gửi 13 luôn. Dự dường tiếng sao, tại sợ nó tăng giá, chúng ta mua không có đủ 20 ngàn, 13 luôn đi, mua càng nhiều càng tốt, có gì đâu, hoàn toàn an toàn, uy tín, chúng ta không sợ gì cả. Chúng ta gửi USDT thì bạn biết sàn VNC rất là uy tín, quý VNC rất là uy tín nha. Chúng ta xác minh nè, OTP nè là một nè, mà theo ba bước, SMS là 2 và Gmail là 3. Ba bước chúng ta xác nhận và cuối cùng là chúng ta gửi hay không nữa kìa, là 4 bước, chứ không phải là 3 bước nữa. Ok, tin nhắn gửi về chúng ta sẽ nhập vô thôi. Các bạn coi là tôi đừng nhắn, đừng có bấm tin nhắn giống mình nha, số giống mình, tại vì mỗi người khác nhau nha, chứ không phải giống nhau đâu. Các bạn chờ đợi người ta gửi tin nhắn gì ở bên chúng ta thì chúng ta sẽ gửi nhắn OTP vào Gmail bạn nha. Gmail ta sẽ nhận cái mã OTP từ WinC gửi chúng ta. Ok, 6 số. Sau khi mình xong chúng ta sẽ bấm chữ gửi nữa, còn theo xác minh thêm lần nữa, chứ không phải là chúng ta bấm lộn nút thì gửi đi đâu. Cho nên các bạn yên tâm là nó hoàn toàn là rất là an toàn. Ok, chúng ta gửi thành công. Sau gửi thành công thì VNC sẽ gửi chúng ta một tin nhắn xác nhận là ok, bạn đã gửi thành công 13 đô, còn theo rất là nhanh luôn. Sau khi thành công thì chúng ta sẽ vào sàn Robit bạn nha. Robit, ok. Quý thì sẽ ra thằng USDT chúng ta sẽ 13 đô, còn thấy không? Chúng ta sẽ tiến hành mua thằng BHT nha. Thật sự ban đầu ri thì các bạn cũng có thể tắt kinh được luôn. Nhưng mà mình 14.000 mình hướng dẫn các bạn thì hơi lâu. Cho nên mình sẽ mua sẵn 10 đô, 13 đô luôn. Còn nếu bạn mà đầu ri thì đầu vẫn được, tắt kinh vẫn được. Mình 14.000 rồi đó, sắp đủ rồi đó không? Ok. Thì các bạn bấm mua giùm mình. Thì phí nữa thì chúng ta sẽ mất đi không tới 13 đâu, khoảng 12 chấm mấy thôi. Chúng ta sẽ mua được là 1241.000. Ok. Không. 13 con phải là 24.000 thôi, 24.091 con thôi. Ok. Sau khi mua xong thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển từ thằng Rubik này về cái ví BHT thì chúng ta sẽ tắt kênh được. Ok. Bạn bấm nhận cho mình thì nó sẽ bấm một quý nha, quý sẽ BHT sẽ có rồi. Ok, 24.048. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị lấy cái địa chỉ quý gửi đi, rút đi, bạn bấm rút đi, nó sẽ ra TRC20. Ok, thì chúng ta sẽ vào cái phần địa chỉ quý của thằng BHT, chúng ta copy cái địa chỉ quý dán vào đây. Các bạn làm từng bước bước nha, các bạn phải nhìn kỹ mình đang làm cái gì để các bạn có thể làm chính xác hơn. Thì phí đó là 257 con, rất là nhỏ thôi, tại con này rất là nhỏ. Các bạn làm từng bước chậm để mà chúng ta làm chính xác. Các bạn nhớ nha, không nên tua, tôi sẽ không biết gì cả, là ta sẽ làm bị lỗi,
mà nói tại sao chúng ta anh chỉ hay là bạn chỉ không có chính xác. Ok nha, chúng ta sẽ vào cái phần deep deep đây, deep bht thì ta sẽ copy dán vào đây và ta sẽ map bạn nha, nút tất cả nha. Tiếp theo group bht bấm group cho mình thì nó sẽ gửi cho chúng ta cái một số cái mã xác minh qua cái Gmail nữa, thì bất cứ ở đâu cũng vậy họ sẽ gửi cho chúng ta xác minh Gmail, thì chúng ta sẽ nhập 6 số vào đây. Ok, cú thành công. Sau khi thành công thì chúng ta sẽ vào cái lịch sử giao dịch, thì chúng ta sẽ thấy mà theo vào theo 23.790 con. Ok, chúng ta sẽ tiến hành tắt kinh nha và sẽ nhập cái số tiền chúng ta là 37.911, tức là mình có 14.000 con trên tài sản nữa, thì chúng ta sẽ nhập vào tất cả luôn nha, tắt kinh luôn. Thì min nó thấp nhất là 20.000 con thì bạn nhập bao nhiêu cũng được, càng cao thì càng tốt thôi, lãi nhiều thôi. Yes rồi, yes mình tắt kinh bht. Tắt kinh xong thì chúng ta sẽ thấy như thế này, nó thấy là 12.264 là một ngày, 379 con là tuần, không là tháng mà nghe, 379 con là tháng. Thì tùy theo các bạn có nhìn kỹ thế nào, chúng ta kiếm hoàn toàn miễn phí mà, ta cứ để đại đi, tắt kinh đại đi, chiều máy đại có 10 đô mà, bỏ năm này qua tháng nọ đại, tương lai con này rất là có giá trị nha, tại vì nó là cái hệ sinh thái, nó chơi chơi game trả thưởng cho game nha. Ok bạn, chúc bạn thành công. Nếu bạn thích có thể cho mình một like, một đăng ký để cho mình cái động lực để chúng ta tìm hiểu trong web hoặc là những cách kiếm tiền trên WinEC cũng như những cái crypto cho các bạn. Các bạn cũng có thể chia sẻ cho mình những con app kiếm tiền hoặc là những con crypto uy tín cho mình. Và đặc biệt các bạn đừng quên comment để lên số điện thoại quý mô xuống thử ngày hôm sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.